Điều đâu khóa. Kêu đi. Tới chỗ coi. Đâu? Kêu nó vô ha. Đâu? Dìm dìm cái vỏ lại, dìm cái vỏ lại. Vỏ với xuống. Con chở chất qua bên. Thôi thôi thôi, tao lại mày. Thôi bây giờ thấm gài thì anh Pha mua. Mua đồ cho chết ăn không mày. Bữa nay lát Pha gài chết mua chị lại cho Pha. Ê mày à, làm đây anh Gia Hưng hả? Mấy anh Gia Hưng hả? Trời ơi. Tôi nghe đồn có người cho bà tiền đúng không? Cái gì vậy? Qua uống nước không? Trả 50 cho tôi. Ê, đau quá chứ tôi. Bên bạn qua. Đi đâu vậy trước? Đi uống nước. Yeah. Gia Hưng đi uống nước à. Thôi uống với bạn đi nha. Đau quá. Ờ, cái đứt đỉnh thiếu. Trời ơi. Ây trời ơi, chết mà. Đít nghe bẹp bẹp gì đấy mà kêu vậy. Đít này là đít đàng hoàng nha, không. Đít không có đồ. Đây đỡ hơn bình thường. Đó đông. Anh ấy chứ, mọi người ăn cái gì cũng ổn em. Em quậy thôi cho vui gì. Ở đây đỡ hơn bình thường nhiều. Thôi đừng chê người ta nữa, đừng chê Phi Nhung tình nghiệp ta. Chứ gì đó. Nói chung là Phi Nhung nó rất là dễ thương. Chỉ có quyền xô đúng không? Không, chị không mới đẹp. Chị cũng không có miệng xô luôn. Nhưng bây giờ nè, xô cái đây tặng cái kèm mobile 50. Số gì? Lại bây giờ. Rồi, 50 nhé. Thôi, đeo hồi lùi ghê quá. Trời ơi, ta dị đen, coi kỳ cục dễ sợ không, dễ thương. Ta dễ thương vậy mà đen. Đó, dễ thương nha, cho Hưng rất là dễ thương. Trời ơi, chết rồi, đã đảo nha mọi người. 1, 2, 3. 3 người luôn. Sao da không? Giờ sao da không? Sao da thì dĩ nhiên em trắng hơn chị rồi. Tại sao chị đen? Tại vì chị ra nắng hồi xưa chị ra nắng nhiều. Trời ơi, tính ra em làm shipper, chị lông nhông ngoài đường luôn á. Chị cũng chạy lông nhông ngoài đường như hồi xưa. Là cái này có là có một người yêu cũ đó. Cái này là có một người yêu cũ luôn. Bí mật. Bạn của chị tặng chị không có cho biết được. Thôi rồi. Nhưng mà chị chỉ bật mí lên là chữ T đầu nha mọi người. Trên đó cũng làm cái mấy này. Tám cái miệng quá trời. Trời là phải ông Tâm với lũ xe không? Thôi, lũ xe đâu? Chữ T đầu có nghĩa là có nhiều giùm giúp nhau á. Chữ T đầu là ai ta? Tình. Đúng. Tình. Không, nói chung là chữ tê đầu á, chữ mí gọi khách vô, rồi dán tường nha mọi người. Em bán nha, chúc mọi người có clip của anh Hưng Trần Lô Tô Beauty vui vẻ. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho ảnh nha. Bây giờ ảnh qua quay qua hậu đại dương cho mọi người coi. Qua hậu đại dương đang ngồi uống nước bên đường đó em đi nha mọi người. Bye bye. Trời ơi, Chất ơi, bắt gặp ai chị Chất uống cà phê với anh Mập nha. Trời ơi. Ngồi đi, kiểu còn quá chưa. Trời ơi, bắt gặp luôn nha, ngủ cà phê tâm tình. Mở cái nắp mềm nha mọi người. Uống gì kêu kìa, mở nắp rồi. Cái này nó gắn đâu vậy ta? Trời, ai biết. Cái xúc hoài vậy, khó chịu vậy. Anh mới đói. Mới gắn văn ổng kia em cặp ăn đi, đừng có kháo ra nữa. Đâu dám nói kháo già. Kháo già ngồi rú nó đè làm sao kỹ gì đó. Về nói là kẻ, chứ không dám nói là đè rú. Em bỏ vô cuối nè, coi em ngủ nó cà đó. Kỹ không ai. Ba gì kêu. Đẹp quá hả? Anh xe đạp có mua gì cho gì chứ ăn không? Thôi mà, sợ quá, xe díp xuống luôn, tao mày chạy cái mẹ đó. Ồ, đâu nó mất xác, hai đứa hay quá. Hai ngày nay luôn hả? Ừ. Không qua nữa hả? Không. Đường ngày xe díp xuống nó mất xác luôn. Qua mưa quá, nó không qua cái gì. Không qua cũng nhớ gì chứ đúng không? Nhớ anh Khoa, chứ nhắc rồi. Nhớ. Em ghét ra anh vậy lắm, sao ông vậy em ghét lắm. Nè, ổng cũng khám cái này nè. Nè, ổng khám cái cục này nè. Mấy bà dưới đây á. Chất. Ừ, đúng rồi, nó đó. Ủa, mày biết nó bưng ra, nó uống thử rồi. Trời à, sao mày cũng cứ làm cho cả. Nó đang làm kìa. Nè, ba nó làm cái này ngon lắm nè. Hồi chiều cự những câu uống lộn thuốc của má Minh Kiết á. Cả lên cơn sốt quá trời luôn á. Uống lộn thuốc. Cột huyết áp á, đang rắn răng nó cụt xuống. Con chóng mặt quá, con la quá trời. Ông á, ông nói chị chơi chất uống lộn thuốc rồi. Sao chứ có biết uống lộn thuốc? Tao kể thương, nó biết. Căn
bán kẹo hay sao chứ. Rồi cuối cùng sao hết? Uống này nè, nhớ ba là ba còn bị nó làm cái này tao uống. Ủa cái đó là cái gì? Tốt đường. Cái này hả chiêu đoa soda. Cho hạ sốt, hạ gì lắm. Uống không em kêu anh Lý. Thôi. Uống đi bà, có bánh mì á, mì thịt bò anh ăn không? Ờ chớt ăn thử thịt bò đi chớt. Ăn rồi. Nói làm răng á, ăn thử thịt bò coi có nhai được. Nãy có ăn là mày ăn không? Nãy có bưng dĩa bà ảnh về không Bin? Chức bữa chức nó thì chức đang xui với bữa nào mình đi Vũng Tàu chơi bữa. Trời ơi, cụ nha. Tôi đi Vũng Tàu làm gì? Thằng tắm biển mà ngu cái vậy, ngậm muối. Bây giờ đi Vũng Tàu xả xui được rồi. Em có đi đâu. Ba đó đâu. Vũng Tàu xả xui giờ nó phất lên chỉ thấy rồi đó. Bà Châu Anh cho nó tiền nhiều lắm má, với quà với dầu khôn nó giấu á. Ủa nhưng mày chắc biết bơi không? Không. Không biết bơi ở ngoài bơi chắc uống nước chắc. Mày tin tao cấm tao bị con nhỏ đó bị con gì dưới biển á. Sấy nó đó. Cụ thấy rõ vàng thấy á nè. Ơi. Ở bển yêu cầu Phương quay, tao mới nói ra giá 5 triệu hoặc 7 triệu, cô dắt cô Phương qua. Còn anh ra giá vậy nó đâu có quay. Tao nói nếu quay là cô kêu Hùng Lý qua quay cho chị 1 triệu thôi, chị 1 triệu thôi. Bán khu cá sặc á, bán lời lắm á má. Trời, tao đang rắn răng, tự nhiên tao té nhạo mấy bác sĩ đỡ tao lên. Cái nói sao chị chất chưa ăn no, chị uống thuốc, hàng chị nó cuột đường xuống. Minh Kiết nó đưa thuốc nó qua cho tao uống cuộc đó. Cứ hai, cứ ba lên bệnh viện bú rút hồ sơ ra. Cái này để chuyển qua Nguyễn Trãi tiếp. Rồi là hò với huyết áp nó lên cao làm sao. À coi như là nãy là dì chết nói là thằng đó đi theo dõi về nhà anh Pha đó. Chứ không phải là dì chết theo dõi đúng không? Không, tao đâu biết nhà nó theo dõi gì. Nói trời con chở chết qua bên thôi thôi thôi, tao lại mày. Thôi bây giờ là gài thì anh Pha mua mua đồ cho chích ăn không à? Bữa nay lát Pha gài chích mua chị gái của Pha. Ai? Gì á? Mua ai? Ông gài là Pha nó mua đồ cho chích ăn không à đúng không? Để chích ăn không à? Thì bữa nay đỡ lát nữa Pha có ra gì chích mời anh Pha ăn. Ờ, nó ra cũng mời mấy hồi, có gì đâu. Trời ơi, ai mà tiếc. Tụi mình uống còn có 100 ngàn, không ra hồn nữa. Nói chi nó. Nó ăn dữ đó. Ăn dữ cũng đại chứ. Cũng đại anh qua ăn bình thường. Ăn dữ. Ăn gì ăn có gì. Ê, đâu. Khóa. Tới đi. Rồi tới chứ coi tới. Đâu? Kiều nó vô ha. Đâu? Dịnh dịnh cái vỏ lại dịnh cái vỏ này. Vỏ với số dịnh gì? Ừ vậy nè. Hôm bữa coi như là chỉ có ít người ta biết về đời sống của dì chức là 20 năm dì chức, dì chức bán trà đá thôi, đổ trà đá thôi. Thì giờ hôm nay dì chức có thể chia sẻ lên kênh LGBT về thôi, bán trà đá nấu nó quê không? Trời, hôm qua mưa mưa thảm lắm kìa hôm kia chứ. Trời dọn ra cái mưa cùng Phương Giang cái nó quảng cáo nó múa rồi. Cái diện truyền nó hết luôn, cũng cũng online nữa chứ. Có mình tao còn chịu mấy cụ này mới ô lại lên. Thằng gì với gì lấy dây số á. Dì chất mặc áo mưa rồi ra bán đúng không? Qua bán hết mấy giờ chứ? Giờ đó 9 giờ hả ông Hưng mà trở về 9 giờ. Ở chơi rồi nữa. Cô bán hết tôi ngồi tôi chơi một tí tôi mới về. Đó là ngày đầu tiên là bị bán ế nhất hay là đó giờ? Ờ ăn biến hôm nay bán offline với gì nè ông ăn không? Đang nói với số tự nhiên chuyển offline. Căn thử để gắn văn nè má bác sĩ kêu ăn gắn đi. Ăn thử. Để cho ăn đi. Ăn rồi. Ăn rồi thôi. Hai chỗ ương cả đống trốn phải không? Kêu qua đâu qua đâu. Đã kêu qua, bên kêu qua uống nó đâu qua đâu. Có tiền á, sợ bối á. Máu lạnh á, nó lạnh quá. Mẹ, cái này uống nó tỉnh, nó khỏe mà. Hồi xưa có soda mà ở lội chai kia không biết, bên biết không mà.
đưa cho con pin nó coi. Cái bà mà có cái bố nhà ở, có bà già mà nói mướn ở đó, bà mới bắn mắt giống tao đó. Bữa cụ mình uống á, có nó bệnh á, mày quên hả? Bà bắn nước bà cũng vui vẻ quá ha, còn nghiệp bà. Chứ có gọi lời gì gửi tới anh Khoa không chứ? Cứ ảnh ra đây uống đi với ăn đi, nói vậy đó. Rồi ai trả tiền? Chất ra tiền nha, đó kêu gửi lời kêu anh Khoa ra ăn uống rồi chất ra tiền đúng không? Đó, chất ổn. Nhưng mà có cái điều ác gì nha, lỡ như anh Khoa yêu cầu là chỉ đi riêng với lại gì chất thôi, chứ không có ai đi chung á. Ôi trời ơi, đi riêng đi chung chi vậy bà? Ăn để gì cháu tâm sự. Ờ bộ này ai cũng nói đẹp. Bà Việt Kiều không biết bà nhắm sao mà bộ đồ khung với bộ này coi mặt gì. Bà lắm lấy cái mẫu này coi đi mai thì mấy bộ nè. Cái bộ này là khách cho hay là gì chất mai? Việt Kiều. À Việt Kiều hả? Cúi mai là 8 bộ nè. Việt Kiều gửi cho 2 triệu bạc. Ông nó đem đồ lại đây. Đo đây mai luôn. Ừ, nó thấy em bo mặt bữa hổm nè. Bà đứng bên đường cái bà nhắm đồ cho bà về bà mai cho cao. Mấy bộ tao không có mặt. Không biết nó nhắm sao hay ghê á. Bả đâu gỡ đầm coi nó thôi má. Con không có mặt đầm đâu má. Trời ơi. À, Châu Anh nó đâu gỡ những gì đó. Với vòng cho tao đó mấy bộ vậy nè đeo á giống mấy miên á. Nó trời ghê quá. Ngộ mọi quán nó đổ lên nha, 10 giờ mới có khách không à, 9 giờ có để ý á. Hôm nay trời đẹp mà không có khách mà thấy ác ý, trời mưa khách quá trời rồi. Bữa hổm ông coi khi qua hậu á, thấy không? Vậy mà thằng Quang với con cô Phương Đạt. Vậy mà được hai khùng được vé du lịch về Vũng Tàu trong cái Dung hôm nay đi với quý vị á. 10 ngày đó. Việt Kiều cho đó, đại trợ kiện cô bay khách sạn luôn á. Có ngủ chắc không? Không, không có đi. Có trốn Đà Lạt tụi nó còn đưa vé nữa, tao còn đi nữa. Vô nước biển 5 chai, 1 chai 300 ngàn không ra hồ. Thì hồi đó giờ là chứ có giận Khoa gì không? Không. Không có giận gì hết, con trả lời thật lòng nha. Chứ hôm bữa má hôm nay trời đẹp mà lại mưa, không mưa, không có đóng cấp. Chất không giận luôn hả? À, anh Khoa cũng xin lỗi rồi, vì chất ok liền hả? Chất xem Khoa như là con cháu thôi đúng không chứ? Đóng chưa? Bữa nào mình đi qua nhà Khoa thử bữa đi chứ? Thôi, má trời ơi, khủng bố má. Sao đâu mình qua với chất gì thôi. Tụi bay cũng ác, nó ngồi bên đây cho nó ngồi đi. Còn tụi mình lén đi qua. Cùng súng nhau đứa này đi đứa kia đi nó không phát hiện được. Má hôm nay trời đẹp, khách bán ngộ ghê. Ai? Đâu? Không có đâu má. Tự nhiên nghe tới ba là vậy á. Nổi da gà. Coi chứ nhát đó. Nghe tới ba là bắt đầu. Để giờ ngồi giữa ghế còn ngon lành lắm. Tự nhiên nghe pha bắt đầu cái. Con nhỏ đó mới mười mấy tuổi á, ba nó công ty lớn lắm. Mốt chuyển về đây nàng còn tính gù á. Nhỏ nào? Nhỏ chúng với số cả nãy gỡ tiền đó. Nhỏ đẹp chứ. Đẹp dễ thương nhỏ xíu à, quỷ này hôm qua làm chém cái sỉ cùi à. Thôi thằng Toàn vậy mà nó còn cua cháu gì chứ. Nó quỷ mà. Trời ơi má, má của con bé bé có má. Nhưng mà Toàn... Ê, ổng mua ly này đã đâu đẹp quá à. Má mày giỡn mặt tao hoài vậy, mày tin tao đánh mày mà bà không? Hả? Bà bớt chuyển đi. Đớt chuyển hả? Mày giỡn mặt hả? Tao hận mày với con Lâm lắm á. Khách tính ca lại la
258 đường Nguyễn Tư La, sáng có phở, chiều có cá viên chiên nha. Lan Quế Phượng phải cầm hường đưa cô Phương lên phường. Nó heo chai rồi nha. Nhớ lại nha mấy anh. Số hơn anh đẹp trai dễ hơn. Nhà bà đó nuôi chó gì vậy trời.